Văn Đức hay Xuân Trường? Cả hai. Bạn thân nhất của Duy tại đội tuyển? Văn Đức. Nếu có một tình cảm đặc biệt, đặc biệt, tình yêu nhí nhố với một người trên đội tuyển quốc gia thì đó là Văn Đức. Vậy Đức có người yêu chưa? Đây, khi nào thì định công khai với Đức đây Duy? Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh thể thao 360 của Báo Thanh Niên.